Xin chào mọi người, mừng mọi người đến lại với kênh Vlog Family. Hôm nay ở đất Pháp của mình trời rất là đẹp và cũng ấm, cho nên gia đình mình đã quyết định đưa Victoria đi ở trong cái parcours de santé. Parcours de santé có nghĩa là một nơi mà những ai có thể muốn họ có thể đi thể thao, chạy bộ, chạy velo, xe đạp hoặc là đi bộ. Và đây thì cây cối rất là nhiều và có suối gọi là Canal de l'Île, rất là dài và cũng rất là đẹp, cho nên là ở đây không khí rất là trong lành, cho nên sẵn đang Covid mình tránh những nơi đông người chút xíu, cho nên mình đưa đi nơi đây. Vic hôm nay Vic đẩy xe em bé rất là thích. Bên Pháp của mình đã vào mùa xuân rồi, mình đã rời khỏi mùa đông, và mùa xuân thì hoa bắt đầu nở cho nên rất là đẹp. Cảnh rất mình xem nó, mình đi nơi chỗ này cảm thấy yên tĩnh, bình an lắm. Có một cái mà Vic rất thích làm là đi trên những cái lá cây nhất là lá cây chết, thì khi mà mình đi thì mình nghe cái tiếng nó, tôi rất là thích cái cảm giác đó. Ở kia nó có cái gì? Tổ chim Thường thì những à? dịp cuối tuần mình ưa đưa Vic đi chơi, nhất là những cái nơi này, vì trong 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 tuần thì đi làm cho nên cũng là ít thời gian dành cho bé, nên mấy cái giây phút này thì rất là hạnh phúc lắm. Thì thích múa. Với mẹ cùng với mẹ chơi thập chi sa và chơi trò Maya la bê. Attention, au bout de trois, une abeille te piquera. À, une, à deux, à trois, pique, 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 pique. Bây giờ Vic thích trò này lắm, làm cho tay dơ rồi xong phủi tay rồi xong kêu mình phải bisu lên cái cánh tay. Les tas de bois sont des refuges précieux pour les petits animaux. Les oiseaux comme le rouge-gorge, les chenilles vite se posent et peuvent se camoufler. Và đến nơi đây thì họ vừa giới thiệu các loại cây và cũng có một câu thơ. Nội dung của nó là ý nghĩa là chúng ta không nên buồn khi một cái cây nó đã chết đi, tại vì nó sẽ trở thành cái nơi có thể trú những con chim bé nhỏ. Lúc này thì cái bận này thì cái dốc nó xuống mình hơi sợ là biết bị té. Hôm nay viết cũng sẵn dịp viết cùng thể thao luôn. Lúc này Vic đã mệt rồi.
Tôi chào mặt trời. Nơi cái bạn đây thì nó có giới thiệu là mình muốn đi chạy bộ phải đi đường nào và bao nhiêu cây số. Thì nhà mình đã dừng một chút để cho Vic uống nước. Hôm nay con đã chơi cúc hà. Bây giờ bắt đầu biết thưởng thức hoa. Biết cũng có hoa nữa, biết cũng cài lên luôn. Ở đây thì Vic đã thổi trên cái hoa pissenlit. Mình không biết tiếng Việt kêu cái hoa này là hoa gì. Bên Pháp của mình là la fleur de pissenlit. Và khi mình thổi lên thì cái lá của nó bay. Thường là lúc mình còn nhỏ ai cũng thích chơi cái này. Nên mình đã dạy cho Vic thổi nhưng mà bé chưa biết thổi nhiều. Video của mình đến đây là kết thúc. Mình xin hẹn gặp lại mọi người ở trong một video tiếp theo nha. Xin chúc cho mọi người luôn dồi dào sức khỏe và thật là hạnh phúc. Xin chào mọi người.